Kính chào quý vị đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2022 đến 18 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2022, Tây Ninh ghi nhận 669 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 68 ca so với ngày 2 tháng 4 phân theo yếu tố dịch tễ, sàng lọc 669 ca, phân theo nơi cư trú, huyện Gò Dầu 142 ca, trong đó, Bào Đồn 18 ca, Hiệp Thạnh 28 ca, Phước Đông 20 ca, Phước Thạnh 16 ca, Phước Trạch 6 ca, Thạnh Đức 37 ca, Thị trấn Gò Dầu 17 ca, Thành phố Tây Ninh 107 ca, trong đó, Bình Minh 4 ca, Hiệp Ninh 14 ca, Ninh Sơn 21 ca, Ninh Thạnh 15 ca phường 1, 10k, phường 2, 7k, phường 3, 15k, phường 4, 10k, Tân Bình, 02k, Thạnh Tân, 9k, Quyện Châu Thành, 87k. Trong đó như An Bình, 1k, An Cơ, 6k, Đông Khởi, 6k, Hảo Đức, 3k, Hòa Thạnh, 1k, Long Vĩnh, 2k, Ninh Điền, 7k, Phước Vinh, 8k, Thái Bình, 18k, Thanh Điền, 19k, Thành Long, 2 ca, thị trấn Châu Thành, 7 ca, Trí Bình, 7 ca, huyện Dương Minh Châu, 85 ca. Trong đó, Bào Năng, 11 ca, Bến Củi, 3 ca, Câu Khởi, 6 ca, Chà Là, 3 ca, Lộc Ninh, 4 ca, ở Xã Phan, 13 ca, Phước Minh, 7 ca, Phước Ninh, 7 ca, Suối Đá, 15 ca, thị trấn Dương Minh Châu, 8 ca, Trung Mít, 8 ca, thị xã Trảng Bàng, 82 ca. Trong đó, An Hòa, 11 ca. An Tịnh 20 ca, Đôn Thuận 7 ca, Gia Bình 8 ca, Gia Lộc 7 ca, Hưng Thuận 4 ca, Lộc Hưng 12 ca, Phước Bình 3 ca, Phước Chỉ 4 ca, Phường Trảng Bàng, 6 ca, Thị xã Hòa Thành 69 ca, trong đó Hiệp Tân 8 ca, Phường Long Qua 3 ca, Long Thành Bắc 14 ca, Long Thành Nam 9 ca, Long Thành Trung 9 ca, Trường Đông 4 ca, Trường Hòa 3 ca, Trường Tây 19 ca quyện Tân Biên 56 ca. Trong đó, Hòa Hiệp 7 ca, Mỏ Công 4 ca, Tân Bình 2 ca, Tân Lập 9 ca, Tân Phong 4 ca, Thạnh Bắc 1 ca, Thạnh Bình 6 ca, Thạnh Tây 6 ca, thị trấn Tân Biên 13 ca, Trà Vong 4 ca, huyện Tân Châu 41 ca. Trong đó, Suối Dây 5 ca, Suối Ngô 11 ca, Tân Đông 2 ca, Tân Hiệp 4 ca, Tân Hội 4 ca, Tân Hưng 5 ca, Tân Thành 2 ca, thị trấn Tân Châu 8 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 143.993 ca. Đang điều trị 11.706 ca. Đã điều trị khỏi, xuất viện 131.423 ca, trong đó ngày 3 tháng 4 là 996 ca. Tử vong 864 ca, ngày 3 tháng 4 không có ca tử vong do COVID-19. Quý vị hãy quét mã QR gốc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ HTTPS TTV11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.